Rồi, em xin chào cả nhà, chào toàn thể cô chú, anh chị em yêu Lan. Đợt này dâu ria quá cả nhà, dịch dã đâm ra là toàn ở gọi là ở rừng ấy cả nhà. Không có tiền để ra quán để cắt dâu ria gì cả. Rất mong là cô chú, toàn thể gia đình mình ủng hộ nhá. Hôm nay thì nói chung là hàng thì mọi người chốt hôm nay giò nào thì cũng ok cả nhà nhá. Rất mong là mọi người cô chú xem thì dành tặng cho em xin nút like nhé cả nhà nhé. Có những cái món đặc biệt ở trên vùng đất Tây Bắc và đặc trưng nhất ở trên Lai Châu thì em giới thiệu mọi người, mà có nhu cầu thì mọi người ủng hộ em nhé. Đùi gà tròn nguyên bản đây, đang ngụ như cả nhà, nguyên bản. Có nguyên bản là sao, cũng người ta chặt từ rừng về, mầm gốc bắt đầu đang lên nhé. Về mọi người có thể là đặt vào chậu cho em cho nó đẹp nhé cả nhà nhé. Cái hàng nguyên bản thì gọi là mini rồi. Nói chung là nó khỏe, nó sống hẳn ở trong rừng rồi, về cứ thế mình chăm thôi thì quá tốt nhé cả nhà nhé. Hình số đùi gà tròn Lai Châu nguyên bản, hình số 30 105.000, hình số 30 105.000 đùi gà tròn nguyên bản nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đùi gà tròn nguyên bản đây, ngụ tím chưa? Ngụ tím chưa cả nhà? Hình số 29 100.000, hình số 29 100.000 đùi gà tròn nguyên bản nhé cả nhà nhé. Cái này về đặt vào cái chậu thì cực kỳ là đẹp nhé cả nhà nhé. Cô chú toàn thể gia đình mình nhớ giúp em vào xem thì thôi. Có những hàng mình sưu tầm rồi hoặc là có những hàng chưa thì đầu tiên việc mọi người vào like cho em một cái nhé, like cho em một cái. Trầm tím một màu hoa cực kỳ là đẹp và thơm. Đặc trưng nhất của thằng trầm này là thơm nhé cả nhà nhé. Hình số 34 100.000, hình số 34 100.000, thuần cực kỳ lâu rồi. Mọi người mua về làm giống giúp em nhé. Mua về làm giống. Hình số 35 120.000, trầm tím nhé cả nhà nhé. Trầm tím đây. Quay sát cho mọi người, mầm gốc bắt đầu lên này. Đấy, mầm gốc lên nhé cả nhà, cực kỳ là đẹp. Vâng. Tiếp tục, hình số 33 100.000, trầm tím nhé cả nhà nhé. Hình số 33 100.000, trầm tím, mầm gốc cũng đang lên. Những cái này thì bây giờ nó các shop khác thì người ta cũng ít thôi, ít không có. Đây này, cứ có những cái này em chăm nó lâu rồi, hay là từ những cái thân già em cố kích lên được cái mầm tơ thì nay mai được 1-2 năm bắt đầu lên cái mầm tơ này thì chia sẻ cho mọi người. Trầm tím, trầm rừng nhé cả nhà nhé, đang có nụ đây, đang có nụ. Hình số 33 100.000. Ôi, thằng này thì nụ dài rồi, thằng này nụ dài với cả nhà nhé. Hình số 37 120.000, hình số 37 120.000. Cái này một thân tơ, cái này một thân tơ này. Hai thân đều có nụ cả nhà nhé, hai thân đều có nụ. Hình số 32 cũng 100.000, hình số 32 100.000. Cái thằng này thì chưa nứt nụ cả nhà nhé, trầm tím. Nó khỏe vô đối rồi cả nhà nhé, rẻ rất khỏe rồi. Hình số 31 cũng 120.000, trầm tím nhé cả nhà nhé. 31 120.000. Về mọi người phun cho em một lần thằng kích kỳ duy xanh, và cứ theo cái công thức chăm của em, một tuần mình định kỳ đi, tầm thứ 2, thứ 4, thứ 6 mình phun một lần. Còn 3, 5, 7 thì bắt đầu giãn ra cho nó nghỉ một lần. Có nghĩa là dùng phân, mọi người phải có cái cơ chế để cho cái cây lan nó hấp thụ được hết cái chất của cái dòng thuốc đấy. Mọi người tiếp tục mới phun loại khác nhé cả nhà nhá, đừng có phun dồn dập, nhiều khi là sốc thuốc cả nhà nhá. Hình số 36 120.000, hình số 36 120.000. Đây, cái này làm giống thì không tuyệt vời thì còn cái gì tuyệt vời hơn cả nhà. Long tu xuân nhá, hoa thì mini. Về năm sau là sẽ có rất nhiều một giò to rồi cả nhà nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 mà nhân với 2 là 16 mầm tơ. 16 mầm tơ năm sau cả nhà nhá. 100 hình số 23 130.000, 120.000. 120.000 cả nhà nhá. Nó nở hoa rồi, 120.000. Và em lưu ý mọi người nhá, tất cả những cái đơn em cường em đã chia sẻ cho mọi người là đều những cái giá là em đã cân đối cho mọi người. Nói chung là vào em thì không có nó đắt rẻ gì đâu. Nói chung là mọi người cứ tin tưởng mọi người mua thôi. Còn em không bao cước nhé cả nhà nhé. Vậy bản chất là thế này, là mỗi một giò lan em phải nói thật với mọi người là em cố gắng là cân đối cho mọi người. Mỗi một giò lan em chỉ chênh lên một tí, em lấy công làm lãi. Hôm nay có cái bác ở trong Hồ Chí Minh, bác bảo đấy, lấy công làm lãi.
Thì không có lợi nhuận, đâm ra mọi người đừng bảo là những cái video đừng bảo em là bao ship nhé cả nhà nhé, toàn bộ vào kênh em ai cũng thế. Hình số 24 120.000, hình số 24 120.000, Long Tu Xuân, Cừ Gà Tròn, Lai Châu. Cái này thì mọi người không mua cái thời điểm này thì thực sự là hơi tiếc nối. Mặt bông thì quá xuất sắc nhé, đùi gà tròn hoa thì tuyệt vời. Em phải nói đùi gà tròn Lai Châu hoa, mặt hoa tuyệt vời. Hình số 5 230.000, hình số 5 230.000, 230.000 hình số 5. Hình số 11 200.000, hình số 11 200.000. Cái này thì thôi rồi mọi người ạ, không chơi đùi gà không có gì được, phải tiếc nối ạ. Phun cho em một lượt nữa lên, nó lên như mạ luôn. Đùi gà tròn nhé, dễ nó đã khỏe cái này rồi đây. Mọi người nhìn, quá chắc kìa. Mua giò nào cũng ok, giò nào đây. Mọi người nhìn thấy chưa, cây nó rất đanh cây, có những cái đốm đốm này, đây. Cháy này, cháy này. Hình số 11 200.000. Ở vùng đất Lai Châu thì có rất nhiều những cái dòng lan rừng nó quý, chủ yếu là dòng thân thòng và những cái dòng đơn thân, ví dụ cáo trồn, già báo. Đấy, còn dòng đùi gà nó là dòng hoàng thảo cả nhà nhé. Mặt hoa đây, mặt hoa cực kỳ đẹp. Hình số 10 200.000, chỉ cần tầm tháng 6 là bắt đầu mầm tơ lên được 20 phân thì cái chậu này sẽ tùm cả nhà nhé, tùm luôn. Hình số 10 200.000, hình số 10 200.000. Hình đùi gà tròn Lai Châu hình số 1 200.000, hình số 1 200.000. Hình số 1 200.000 cả nhà nhé, cực kỳ là đẹp. Ơ Huệ hôm nay đánh kiểu gì đấy, đẹp chưa? Thế này thì mọi người bảo, mọi người nhìn cái bộ như thế này ấy, nhìn thấy kinh khủng chưa? Nhìn này thì năm sau liệu một cái giò đi hội kinh khủng không đấy, mầm gốc lên đấy, khỏe như voi nhé cả nhà nhé. Hình số 12 280.000, hình số 12 280.000, gà tròn Lai Châu. Ôi trời, mặt hoa này thì thôi, làm giống thì quá tuyệt vời nhé. Đấy, rực chưa cả nhà? Rực chưa? Cho em xin kiểu ảnh nhé cả nhà nhé. Làm ảnh avatar, làm ảnh nền. Rất tuyệt vời, mặt bông quá xuất sắc nhé. Hình số 2 270.000, hình số 2 270.000, gà tròn Lai Châu. Mập gốc lên đây, không mua mới là lạ nhé cả nhà nhé. Bác nào mà xem được video này mà không chốt được giò gà cũng tiếc. Hình số 15 200.000, hình số 15 200.000. Quan trọng cả bộ gốc nữa nha, quan trọng cả bộ gốc nữa nha. Mua hàng của em mọi người yên tâm thôi, thích là chốt thôi, thích là nhích thôi. Hình số 13 220.000, hình số 13 220.000, đùi gà tròn Lai Châu. Sướng cái bộ gốc chưa? Về liệu mọi người thử chăm lên xem nó có to không, nó có đẹp không, nó có xuất sắc không cả nhà nhá. Mặt bông thì đây rồi, mỹ mãn nhá cả nhà nhá. Hình số 14 230.000, hình số 14 230.000, đùi gà tròn Lai Châu nhá cả nhà nhá. Cứ mầm gốc cái này là sướng rồi cả nhà nhá, khỏe như voi rồi. Hôm nay cho mọi người ăn chủ yếu là gà, gà đồi nhá, ăn gà đồi ấy chứ không phải gà công nghiệp đâu cả nhà nhá. Hình số 16 220.000, hình số 16 220.000, đùi gà tròn Lai Châu nhá. Nên nhớ cái câu Lai Châu cho em, tại vì sao, ở vùng đất Lai Châu này thì nó sẽ có những cái đặc sản riêng và nó có những cái màu sắc riêng của nó nhá, dường như nó là độc lạ trên cả nước luôn. Hình số 16 220.000. Mình cho mọi người ăn nguyên đùi gà, nguyên một cái lô đùi gà em trồng cũng khỏe như này. Em muốn là một giò lan nó khỏe, nó đẹp, nó bền, nó vừa rẻ để cho mọi người đến tay mọi người chơi cho được lâu, được bền và chơi vĩnh viễn chứ không phải em mong muốn là mọi người mua giò nào là cây nó sẽ sống, và nó sống không những sống tốt mà còn sống khỏe như cả nhà nhá. Không phải là còn mọi người, nhiều bác cũng chia sẻ lại và có thể mua thì cái rủi ro về nó bị hỏng các thứ thì vẫn là có, vẫn có tỷ lệ nhé cả nhà nhé, không phải là không có đâu nhé. Đùi gà tròn Lai Châu hình số 9 200.000, hình số 9 200.000.
rất tuyệt vời. Tuyệt vời chưa? Một trang nụ tuyệt vời chưa? Hình số 4 280.000, hình số 4 280.000 của gà tròn Lai Châu nhé cả nhà nhé. Rất tuyệt vời luôn. Hôm nay vẫn có những cái giò VIP cho mọi người nhá. Vẫn có giò VIP. Năm cánh trắng y ngọc. Đây, nụ bắt đầu nó thế này rồi. Mua cho em là đúng thời điểm, mua cho em là đúng thời điểm. Một mặt bông quá đẹp, phải nói là năm cánh trắng thì mọi người biết rồi. Mặt bông xuất sắc nhé. Năm cánh trắng y ngọc, hoàng thảo y ngọc ấy, hình số 25 250.000, 250.000 hoàng thảo y ngọc nhé cả nhà nhé. Có duy nhất một giò thôi. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, hình số 18 230.000, hình số 18 230.000. Đang nụ về chơi hoa nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Dễ thì thưa với cả nhà bắt đầu bắn đây nhá. Đấy, bắt đầu bắn nhá, dễ nhá. Hình số 18 230.000. Hình số 17 200.000, hình số 17 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh 200.000. Hình số 7 17 200.000 nhé cả nhà nhé. Cực kỳ là đẹp. Cái món này thì cô chú mọi người dừng lại nhá. Dừng lại bấm cho em xin nút like. Nhớ này em Cường, bấm cho em xin một nút like để ủng hộ em nhé cả nhà nhá. Sâm thủy tiên, cái loại này thì bác nào bác ấy mới chơi hay chưa biết gì về lan, em phải khẳng định như thế, chưa biết gì về lan, mọi người vẫn có thể chơi được loại này. Nó cực kỳ là dễ sống, nhiều khi là vứt bừa rào ấy, nhiều khi vứt bừa rào hàng tuần, hàng tháng trời có khi nó cũng còn sống nhăn răng nha cả nhà nhá. Hình số 21 200.000. Sơn thủy tiên nhé cả nhà nhá. Cực kỳ đẹp. Đấy. Cây thì em trồng ở vườn nó ổn định, chờ nó ra rễ có cái thì bắt đầu nó hơi phun rễ rồi cả nhà nhá. Đều có nụ nhé cả nhà nhá. Sơn thủy tiên hình số 22 200.000, hình số 22 200.000 nhé cả nhà nhá. Sơn thủy tiên. Giờ này thì tuyệt vời. Giờ này thì dễ bắt đầu đấy. Cứ đúng thời vụ là dễ nó ăn thôi. Đúng thời vụ là mình thành công. Đấy, thành công nhé cả nhà nhé. Cứ ra dễ là thành công đấy. Phun dễ trong ầm ầm hết rồi nhé cả nhà nhé. Bên trong ầm ầm dễ hết rồi nhé. Và đang nhiều nụ nhé. 1, 2, 3, 4 đang nhìn thấy là 4 vòi nụ cả nhà nhé. Đang à đây còn có những cái vòi này bị sóc có cắn. Trên vườn nhà em thi thoảng vẫn có sóc nó vào, nó cắn nhé cả nhà nhé. Sơn thủy tiên hình số 19 250.000, hình số 19 250.000 sơn thủy tiên nhé. Đây, nói chung là mua sơn thủy tiên là quá hợp tình hợp lý rồi. Hình số 20 cũng 250.000 sơn thủy tiên nhé. Cái giả hành mọi người nhìn này, đấy em cầm tay sướng tay luôn nhé. Giả hành của nó nhé. Bắt đầu đang phun rễ đây. Đây. Mọi người nhìn thấy dễ chưa? Đấy, phun ầm ầm rồi nhá. 250.000, thì số 20 250.000. Sơn thủy tiên nhé cả nhà nhé. Nghe thì mỹ mãn không? Kiếm xanh Huế, có một giò duy nhất thôi cả nhà nhé. Kiếm xanh Huế, hình số cái này về cho vào chậu, chậu sứ dài màu trắng cho em. Cực kỳ là đẹp cô chú nhá. Hình số 28 200.000, hình số 28 200.000. Hôm nay có bác ấy, mua cái giò. Có bác em mua cái giò long tu đá mà em bán cho có 50.000 ấy. 50.000 thì bác cái đặt một cái hình là hình có hình 53 54 gì đấy. Nhưng mà hình đấy ở ngoài thì em nhìn thấy không ưng thì em chọn cho bác cái hình khác ở ngoài cũng chỉ 50.000 thôi. Nhưng bác về bác cứ bảo là gửi không đúng hình các thứ, nó thực sự là nhiều khi là những cái giò như thế em bảo em bán nó thu lại vốn thôi. Em thấy cái giò đấy nó không đẹp lắm thì em chọn cho cái giò nó đẹp hơn chứ làm gì em còn những cái giò xấu hơn em không phải là cho vào những cái giò xấu hơn, đâm ra nhiều bác kỹ tính quá, đâm ra là nhiều lúc cũng hơi buồn. Bán lan này thật mọi người cũng kiểu như làm dâu trăm họ thôi. Đấy, hình số 26 300.000. Cái loại này thì độc lạ dị hài vệ nữ nhé cả nhà nhá. Chơi được tầm 2 tháng làm dâu trăm họ thôi cả nhà. Không thể vừa lòng hết được hình số 26 300.000. Hình số 27, 250.000, hình số 27 250.000. Cực kỳ là đẹp nhé cả nhà nhá. Về tách cho em thành 4 5 chậu. Cái thằng này thì
nó hết mèo nụ đang có quả rồi, đang có quả rồi, sang đây không còn hoa nữa. Tài vị nữ. Tiếp tục đùi gà tròn Lai Châu hình số 3 200.000, hình số 3 200.000. Thôi mọi người ơi, mua cái lô gà này không phải tiếc nối, không phải đắn đo, không phải bận tâm đâu cả nhà nhá. Nó khỏe về đẹp làm sao được, ngắm hoa to hơn, đẹp hơn, miễn bản hơn, miễn chê hơn. Đùi gà tròn Lai Châu. Cái này không số à? Đùi gà tròn Lai Châu hình số 6 250.000, hình số 6 250.000 nhé cả nhà nhé. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời nha, đang nụ. Rất tuyệt vời. Hình số 6 250.000. Cái giò này thì còn nguyên nụ. Hình số 7 300.000, số 7 300.000 nguyên nụ cả nhà nhé. Nguyên nụ về ngắm nguyên nụ nhá. Cực kỳ là tuyệt vời. Đây. Cần cây thì đanh thép khỏe tự nhiên nhé cả nhà nhé. VIP đây, chậu VIP đây. Chậu này thì các bác cân đối giúp em nhá, cân đối giúp em. Và bây giờ là có một mẹ và có một con nhỏ ở dưới thôi. Chậu này một đây. À, nhiều bác hỏi cái kỳ duy xanh đây, em dùng cái kỳ duy xanh đây nhé cả nhà nhé. Dễ ra thì quá khỏe. Bao nhiêu cặp lá em kếm cho mọi người này. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cặp lá. 18 cặp lá. Quế tháng 8 nhé cả nhà nhé. Quế tháng 8, 18 cặp lá, có một mẹ, một con nhé. Thôi, giờ này thì bác nào ưng thì mọi người alo trực tiếp nhé. Quá bao phê nhé, cuối tháng 8. Đây này, này. Đến tháng 8 này nó ra chỗ này một bông, đây một bông, chỗ này một bông. Bắt đầu thắt từ đây, tại vì năm ngoái ra từ đây rồi. Năm nay thì khả năng nó sẽ bắt đầu ra từ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó mà được tầm 11 bông hoa mà kẹp đôi nhỉ. Kẹp đôi rơi vào là tầm 22 bông. Ui, giờ này đỉnh. Cuối tháng 8 nhé cả nhà nhá. Bản lá nó rơi vào hơn 2 đốt ngón tay nhé cả nhà nhé. Bản lá to nhất hơn và hơn 2 đốt ngón tay. Cái này nói chung là bác nào chơi thì mới biết giá trị nó. Chơi biết giá trị nó nhé. Cáo Lai Châu. Một giò VIP nữa đây. Ôi những cái giò này đến lúc chưa thấy con nụ cả nhà. Chưa thấy con nụ. Cáo thì nó chưa ra nụ đâu. Tầm này chưa ra nụ cả nhà nhé. Một cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 3 cây to, 3 cây to và 3 cây con ở dưới nha cả nhà nhá. Xuất sắc. Giò chấn vườn. Vào nhà nhà mà có một giò. Vào nhà mà có một giò để mọi người ngắm, kiểu gì cũng phải có một cái giò gọi là giò. Đấy em chụp ảnh đấy. Kiểu gì cũng phải có một cái giò gọi giò chấn vườn, giò đặc biệt nhất của vườn nhé. Cáo Lai Châu nhé. Thế chưa em nhờ. Cô chú ơi, toàn thể gia đình mình ơi, những món này là làm tự nhiên, tự nhiên từ cái cây rễ của trong rừng. Nó là bài thuốc gia truyền của người Dao Đỏ. Nó là thuốc sâu răng 100.000 một chai, mua về dùng rất tốt, nó lành tính nhá. Nhà em dùng rồi, có tác dụng rất sạch miệng và nó sâu răng nó đỡ. Em phải khẳng định với em, nhà em vợ em dùng rồi nhé cả nhà nhé. 100.000 một chai từ những cái cây thảo dược ở trong rừng thôi. Và rượu xoa bắp, xoa bóp ông bà bố mẹ mà có đau nhưng đau xương khớp nhức mỏi, bôi khoa khoa lên, khoa nóng lên, có tác dụng. 100.000 một chai. Mật ong rừng vẫn là một cái món gọi là thương hiệu của nhà em, tại vì tất cả các cô chú, rất nhiều cô chú cũng mua ủng hộ rồi. Nhưng là cái này thì cực kỳ là nên, mỗi nhà một chai, ít hay nhiều mỗi nhà có một chai để dùng cho toàn bộ thế hệ trong nhà đấy, ông bà bố mẹ con cái rất tốt nhé. Liên quan đến vòm họng này, dạ dày này, cực kỳ là tốt nhé cả nhà nhé. Mật ong rừng chuẩn 100% nhé cả nhà nhá. Tin em, đặt niềm tin đi.
người ta bảo bắt mặt nhìn mặt và bắt hình dong. Nghệ Xuân Lai Châu 150.000 một cân nhé cả nhà nhé. Bác nào đây em chia đây, gói này 5 lạng, gói này 5 lạng. À 160.000 tại vì em hút chân không nó đẹp như này. Và em lấy cái công hút là cái này ra hút mất 10.000. 10.000 hai này thì mọi người là Thành bán cho mọi người 160.000 một cân nhé cả nhà nhá. Rồi, em mời mọi người qua cái món này. Cái món này mới là món cực kỳ là tốt cho sức khỏe nhé. Em mời mọi người. Mọi người có còn nhớ cái video ngày mùng 1 tháng 3 đây không? Đấy, em đến tận nơi của cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo ở Lai Châu đây. Đấy, nhiều hôm nay bác bảo là đông trùng hạ thảo hỏi cũng là đúng thôi. Đây, đông trùng hạ thảo nhé. Và nhiều bác về sẽ cắt này. Nói chung cái loại này không mua thì nó thật sự là quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ gia đình, nói chung là của người thân trong gia đình thì nên mua những cái sản phẩm như này, mua về để cho mọi người dùng. Và nhà em đang dùng đây. Đây là em ngâm này, mật ong của nhà em đây. Đây em ngâm với cái này thì ngâm với rừng gừng này. Đấy, gừng này. Cái này thì ngâm với tam thất của nhà em này, em dùng cho trẻ con này. Còn cái này thì ngâm với đông trùng hạ thảo đây. Đây, đông trùng hạ thảo. Đấy, cực kỳ là tốt nhá, cực kỳ là tuyệt vời. Nói chung tin tưởng em thì mọi người mua. Nói thật ra là ví dụ mọi người ngâm bên ao thì cần một hũ kia, mua cái hũ không như này. Đây, ăn hết rồi đây nhá, ăn hết của nhà em rồi. Ngâm với cái hũ này. Đấy, ngâm với cái hũ này nhá. Cắt những cái ở trên này ra, trộn với mật ong, trộn với mật ong để uống mấy hôm làm thìa thôi nhé cả nhà nhá. Còn bác nào mà không dùng với mật ong nhưng mà dùng mật ong kết hợp với mật ong là chuẩn nhất nhé cả nhà nhá. Còn không thì mọi người cắt những cái này ra và cho vào nước nóng để uống mấy hôm, cho uống thì 2-3 sợi. Còn cái đế này có thể là uống rượu. Đấy, uống rượu nhé cả nhà. Còn nếu mà xịn sò hơn thì mọi người là ngâm với này, cứ 3 cái đế như này mọi người ngâm uống cho đậm đà, ngâm với rượu 5 lít mọi người uống nhé cả nhà nhá. Đông trùng hạ thảo cực kỳ 17 tác dụng. Mọi người phải biết là cái loại này ngày lần trước nó quá đắt, đâm ra là chỉ dành cho những người nhà giàu. Nhưng bây giờ nuôi trồng được rồi, giá nó cũng rất hợp lý thôi. Mọi người nên mua, theo em nên mua. Ngâm với một hũ để trong nhà mà dùng cả nhà nhá. 130.000 một cái hộp như này, 130.000 cô chú nhá. Thôi cô chú mua đâu mua, nhưng mà ủng hộ em, hàng tươi đành đạch luôn nhá, tươi chuẩn luôn nhá. Đây một cái đế nó cắt ra cái là bắt đầu ngâm tầm 2-3 hôm, bắt đầu cứ cho trẻ con uống làm mới một sợi, mỗi ngày làm một sợi một thìa mật ong, sức đề kháng không phải nói cả nhà nhá, cực kỳ là tốt. Nấm đông trùng hạ thảo 130.000. Còn bác nào mà uống rượu thì em sẽ ủ rượu cho mọi người nhé, ủ rượu cho mọi người. Em cảm ơn mọi người, hôm nay bán được rất nhiều cái đông trùng hạ thảo này, phải khẳng định bán được rất nhiều, quá nhiều người thích. Còn mật ong thế, mật ong đây, cái loại những cái hàng rừng như là mọi người không dùng thì dùng ở đâu. Đấy, em cảm ơn mọi người nhé. Bác nào tin tưởng tiếp thì lại ủng hộ em, và nhờ quan trọng là mọi người mua rồi và lại giới thiệu các bác khác cho em để các bác biết đến cái sản phẩm này để dùng nhé cả nhà nhé. Rồi em cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả cô chú nhé. Đây, đây cái video của đấy đây, video của ngày bao nhiêu đây, ngày mùng 1/03, cực tốt cho sức khỏe đây. Em đến hẳn nơi đấy và lượng người xem 162 người xem, không liên quan đến Lan, ít người xem đây. Đấy, đây nha, nấm đông trùng hạ thảo em nha, cho mọi người vào luôn hẳn xưởng luôn nhá. Em làm cái gì nó rất kỹ càng, không bao giờ có cái vấn phải quay chi tiết, phải nguồn gốc, phải xuất xứ, phải là cái đồ ăn uống mà người không thể lăng nhăng được đâu cả nhà. Gọi mang tiếng không hậu, nó phải chung là không hậu ở nhà nhá. Thế ra là cứ tin tưởng thôi, em cứ lấy đúng cái nguồn gốc xuất xứ đấy. Đấy, nhân viên làm đây. Đấy nha. Xuất
Rồi em cảm ơn cả nhà, cảm ơn toàn thể cô chú bác nào mà muốn xem lại cái này thì vào ngày mùng 1 tháng 3 nhé. Em cảm ơn cả nhà, chúc toàn thể gia đình mình bữa tối thật là ngon miệng nhé. Em xin chào cả nhà.